Ngẫm lại, cả cuộc đời của ông Nguyễn Văn Hảo chỉ có chí thú làm ăn, đồng tiền ông kiếm được phải trả bằng những giọt mồ hôi pha lẫn với nước mắt. Về cuối đời, ông còn xây chùa tạo điều kiện giúp người cơ nhỡ. Khác với những người đại gia khác, khi đạt được những thành quả tốt đẹp, đôi khi sa ngã vào những tệ nạn. Với ông Hảo, từ một thanh niên tay trắng, ông làm nên một sản nghiệp lớn lao. Ông không để lại một điều tiếng gì ảnh hưởng đến thanh danh dự và sự nghiệp. Tâm ông trong sáng, tấm lòng ông son sắt, một doanh nhân như thế thực rất đáng để cho mọi người học hỏi và noi gương. Ngôi chùa của ông Nguyễn Văn Hảo có tên gọi là chùa Hảo Tâm, với quần thể kiến trúc xây bê tông cốt thép kiên cố bị bỏ hoang nhiều năm. Liên quan đến ngôi chùa Hảo Tâm bị bỏ hoang là nỗi đoạn trường gian nan 40 năm khiếu nại xin lại ngôi chùa, xin lại đất của thế hệ con cháu ruột Nguyễn Văn Hảo. Ông Nguyễn Tâm Triều sinh năm 1963, đăng ký thường trú tại Nguyễn Thái Bình, quận 1, hiện trú tại chùa Hảo Tâm, tổ 8, khóm 4, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh cho biết. Ông nội của ông là cụ Nguyễn Văn Hảo, người dành rất nhiều của cải và tâm sức tạo lập nên ngôi chùa Hảo Tâm, từng là địa chỉ văn hóa tín ngưỡng tâm linh nhưng đã bị bỏ hoang trên 30 năm. Theo các tài liệu ông Triều cung cấp, vào các năm 1928, 1932, 1933, cụ Nguyễn Văn Hảo có mua 5 thửa đất tại xã Mỹ Tâm, Tổng Bình Khánh Thượng, tỉnh Vĩnh Bình, nay thuộc khóm 4, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Tổng diện tích là 151.602 m². Sau khi mua, toàn bộ diện tích đất trên cụ Hảo quản lý, sử dụng. Đến năm 1960, cụ Hảo xin phép xây dựng chùa Hảo Tâm tự trên khu đất này và được quận trưởng Càng Long chấp thuận. Chùa Hảo Tâm được kỹ sư Phan Hiếu Kính thiết kế với kiến trúc độc đáo, cầu kỳ, được xây dựng kiên cố bê tông cốt thép, có thể coi đây là một trong những công trình bề thế hiện đại nhất của đất Càng Long thời bấy giờ. Điểm nhấn của quần thể kiến trúc văn hóa tâm linh này là tòa cửu phẩm, một ngọn tháp cao 9 tầng thiết kế mái cong, họa tiết rồng chầu. Xung quanh ngôi chùa là hệ thống tiểu cảnh với hồ nước, vườn hoa, cầu cuốn. Cạnh chùa, cụ Hảo cho xây dãy nhà 16 căn gồm một lầu, một trệt khang trang. Trên tường có đắp nổi một số bức phù điêu, họa tiết rất tinh tế, dùng để cho các tăng ni tín đồ Phật tử ở. Cùng thời gian này thì cụ Hảo còn mua đất và cho xây 6 căn nhà khác ở phố chợ thị trấn Càng Long. Sau khi công trình được khánh thành và đưa vào sử dụng, chùa Hảo Tâm trở thành một địa chỉ sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của đông đảo nhân dân huyện Càng Long và vùng lân cận. Khi đã có tuổi, cụ Nguyễn Văn Hảo cùng vợ con là bà Nguyễn Thị Dài chuyển từ Sài Gòn về chùa Hảo Tâm để tiện bề nhang khói và quản lý nhà đất. Năm 1966, cụ Hảo và bà Dài làm đơn hiến chùa Hảo Tâm và các căn nhà tại chợ thị trấn Càng Long cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam quản lý, với điều kiện khi còn sống thì vợ chồng cụ hưởng hoa lợi từ tài sản và duy trì hoạt động của chùa Hảo Tâm theo đường lối của Giáo hội Phật giáo. Năm 1971, cụ Hảo qua đời, được an táng tại khu mộ gần khuôn viên chùa Hảo Tâm. Bà Dài tiếp tục quản lý tài sản, duy trì hoạt động của chùa Hảo Tâm. Sau năm 1975 thì bà Dài vẫn tiếp tục sinh sống, quản lý ngôi chùa Hảo Tâm. Ngày 1 tháng 7 năm 1976, Viện trưởng Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Sài Gòn có công văn số 0133 do Đại Đức Thích Quảng Độ ký, gửi bà Nguyễn Thị Dài, vợ ông Nguyễn Văn Hảo, thông báo về việc trước đây bà có hiến ngôi chùa Hảo Tâm cho giáo hội và giáo hội đã giao cho Ban đại diện Giáo hội Phật giáo tỉnh Trà Vinh trông coi. Nhưng nay vì thiếu nhân sự nên Giáo hội Trà Vinh đã hoàn trả lại ngôi chùa Hảo Tâm trong văn thư số 012-BDG-VP ngày 19 tháng 10 năm 1975 và đã báo cáo Giáo hội Trung ương về việc này. Giáo hội Trung ương đã đồng ý và kể từ ngày đó giáo hội không còn trách nhiệm gì về ngôi chùa Hảo Tâm nữa. Tất cả những giấy tờ liên quan đến ngôi chùa giáo hội sẽ hoàn trả lại bà ngay sau khi làm thủ tục xong. Tại công văn số 0184 ngày 26 tháng 9 năm 1976, cũng do Đại Đức Thích Quảng Độ ký nêu rõ, Viện Hóa đạo đã thông báo việc trả ngôi chùa Hảo Tâm đến Ủy ban Nhân dân huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh bằng văn bản thư số 0300VHDVP ngày 24 tháng 10 năm 1975. Như vậy, gần 10 năm sau khi làm thủ tục hiến chùa cho Giáo hội Phật giáo nhưng được giáo hội trả lại, bà Dài đã nhận lại ngôi chùa và các tài sản, tiếp tục sinh sống và duy trì nhang khói, quản lý ngôi chùa. Tuy nhiên sau đó, việc Ủy ban Cách mạng huyện Càng Long đã thu nạp toàn bộ đất đai, tài sản của cụ Nguyễn Văn Hảo tại huyện Càng Long, trong đó có chùa Hảo Tâm. Ngày 24 tháng 9 năm 1976, bà Dài có tâm thư kính gửi Ủy ban Nhân dân Cách mạng huyện Càng Long xin cứu xét liên quan đến việc huyện thu nạp chùa Hảo Tâm. Theo đó thì bà Dài có nguyện vọng xin lại ngôi chùa và phần diện tích lân cận, nghĩa trang có mồ mả của thân tộc.
để thờ tự, xin lại 15 công rẫy và 48 công ruộng để canh tác và được chính quyền chấp thuận bằng cách có để lại một phần nhà, 5 phòng và 5 công ruộng cho bà Giải sinh sống. Năm 1979, bà Giải qua đời thì chính quyền thu lại toàn bộ ngôi chùa và nhà đất, khiến cho ông Nguyễn Tâm Thạnh là con trai cụ Hảo tiếp tục khiếu nại để xin lại phần chùa và nhà đất. Như vậy, từ năm 1976, đại gia đình cụ Hảo đã có đơn xin lại ngôi chùa và nhà đất, tài sản liên quan nhưng vẫn không được giải quyết hợp tình, hợp lý. Sau khi bà Giải mất thì ngôi chùa Hảo Tâm bị huyện Càng Long thu nạp lại. Ông Nguyễn Tâm Thạnh, 86 tuổi, con cụ Hảo nghẹn ngào kể lại. Quá trình thu nạp ngôi chùa, hầu hết những tài sản quý như đồ thờ đều bị kê biên đem đi. Một số tượng Phật, đồ thờ khác thì bị giam vào một phòng kín trong chùa. Trải qua thời gian bụi bẩn, ẩm mốc tàn phá, gây xuống cấp trầm trọng. Nhiều căn phòng trong dãy nhà 16 căn xây kiên cố bê tông cốt thép cạnh chùa sau đó cũng bị đập bỏ. Cũng thời gian này thì nhiều hộ dân chiếm dụng diện tích đất xung quanh chùa Hảo Tâm sinh sống, xây dựng nhà cửa, dựng quán bán hàng, khiến gia đình ông Thạnh phải đệ đơn khiếu nại. Theo quan sát hiện tượng, hiện tại thì mặc dù bị bỏ hoang nhiều năm, nhưng do kiến trúc kiên cố, bê tông cốt thép nên nhìn từ trên lộ, chùa Hảo Tâm trông vẫn khá bề thế với mái vòm và tòa tháp chín tầng uy nghi. Tuy nhiên đến gần để quan sát mới thấy xót xa cho công trình văn hóa tâm linh bề thế đã bị bỏ hoang, cỏ mọc rậm rạp, quanh đó là các quán xá do các hộ dân chiếm dụng, muôn hoa đua nở. Trên bức tường chùa chen lấn với biển quảng cáo gội đầu, sơn móng tay là những nét vậy bậy nguệch ngoạc nhem nhuốc. Duy chỉ có bức phù điêu đắp nổi cảnh đồng quê là còn nguyên vẹn, trơ gan cùng tuế nguyệt. Ông Nguyễn Tâm Thạnh kể lại, ngày 12 tháng 12 năm 1989, cuộc họp tại Ủy ban Nhân dân huyện Càng Long do Phó Chủ tịch Trần Văn Khoảnh chủ trì đã đồng ý trao trả lại 6 căn nhà phố chợ thị trấn Càng Long cho tôi. Nguyễn Tâm Thạnh, con trai cụ Hảo đã nói. Tuy nhiên, ngay sau đó huyện lại rút lại quyết định này, không đồng ý trả 6 căn nhà phố đó cho tôi nữa. Năm 1998, Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh giao một phần đất của chùa Hảo Tâm cho Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em tỉnh để xây khu vui chơi của huyện Càng Long. Theo ông Thạnh trình bày, thời gian này chính quyền huyện Càng Long đã chỉ đạo đập phá toàn bộ dãy nhà 16 căn cùng các kiến trúc nối liền chùa Hảo Tâm. Năm 1999, huyện Càng Long xây dựng khu vui chơi trẻ em kinh phí 1,7 tỷ đồng nhưng hoạt động không hiệu quả dẫn đến bỏ hoang, phải thanh lý bán sắt vụn. Hiện thì một phần công trình chùa Hảo Tâm được trưng dụng để phòng văn hóa huyện Càng Long làm thư viện. Tuy nhiên, vào giữa tháng 9 năm 2016 thì bộ phận thư viện cũng đã chuyển đi. Người dân nơi đây cho rằng vì ngôi chùa rất thiêng nên không một cơ quan nào được giao tiếp quản, dám trụ lại. Ròng rã 40 năm qua, gia đình cụ Nguyễn Văn Hảo liên tục có đơn xin lại chùa Hảo Tâm và nhà, đất nhưng đều bị bác đơn với lý do qua quá trình quản lý và sử dụng đất đã được xác định. Năm 1976, chính quyền cách mạng quản lý toàn bộ nhà, đất của gia đình ông Hảo, có để lại một phần nhà, 5 phòng và 5 công ruộng cho bà Giải sinh sống. Năm 1979, bà Giải mất, thân nhân không còn ai sống ở địa phương nên chính quyền thu hồi lại nhà là phù hợp. Ông Nguyễn Tâm Triều, cháu nội của ông Nguyễn Văn Hảo bức xúc trình bày. Khi thu nạp tài sản, chính quyền thu cả chùa và cả phần đất mộ của ông cha bà, gia tộc tôi. Nhưng thật không công bằng khi người giúp việc của bà nội tôi tự ý chiếm dụng đất, những người này còn tự ý ghi giấy viết tay bán đất của gia đình tôi. Hiện những hộ dân vẫn đang sinh sống tại thửa đất được mua bán chiếm dụng bất hợp pháp đó, thậm chí có người đã được cấp sổ đỏ. Thật bất công khi chính quyền cấp sổ đỏ cho cả những người chiếm dụng bất hợp pháp đất đai tài sản của ông nội tôi, trong khi chúng tôi là người thừa kế chỉ xin lại một phần tài sản, trong đó có ngôi chùa, phần mộ gia tộc để phụng sự tín ngưỡng, chăm sóc phần mộ tổ tiên, ông bà, nhưng nguyện vọng chính đáng, đúng pháp luật đó lại không được cứu xét. Được biết thì thời cụ Nguyễn Văn Hảo giàu lòng nhân ái hay làm từ thiện, tích cực ủng hộ kháng chiến. Nói gương cha, ông Nguyễn Tâm Thạnh, người con duy nhất của cụ Nguyễn Văn Hảo cũng hết lòng ủng hộ kháng chiến, được nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương. Năm 2004, ông Thạnh được Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải tặng bằng khen. Mặc dù trước kia cụ Nguyễn Văn Hảo rất giàu, có nhiều tài sản như vậy, thực tế cuộc sống hiện tại của các con cháu cụ rất nghèo khó, thậm chí cơ cực vì hầu hết con cháu cụ không được học hành, không có nghề nghiệp, thu nhập không ổn định. Trên đây là một vài thông tin về đại gia Nguyễn Văn Hảo cũng như cuộc sống của con cháu cụ sau này. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem.